Đây là một cái bộ sản phẩm để nếu như bạn nào có nhu cầu mua con giống đà điểu thì mình sẽ gửi kèm. Thứ nhất là cái doctor này, các bạn nhìn này, chức năng của nó là vì nó úm nên ra nó phải tiêu lòng đỏ, phòng tiêu chảy, chống khô chân và chướng diều. Đấy, một cái gói này thì chúng ta sẽ thấy là nó ở dạng bột thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái lưu lượng. Cái thứ hai là cái... Xin chào các bạn, đồng chí Thao kênh Chim Cú Gáy Hay chuyên cung cấp con giống đà điểu thì sẽ nói nhanh. Các bạn khi nhận con giống các bạn chuẩn bị một số các thiết bị sau. Thứ nhất là bóng. Bóng úm 40.000 một bóng, công suất là 100W. Và đuôi là phải đuôi sứ nhá các bạn nhé, đuôi sứ. Đấy, đuôi sứ. Đấy. Thứ hai là con ép để quây. Con này thì cao 50, 60 và dài 3 mét, 60.000 một tấm, 5 đến 60.000 một tấm trên thị trường. Đấy. Đấy. Các bạn nên nhớ là con ép. Đó. Con ép. Con ép. Thứ hai là đấy, mình chụp ảnh cho các bạn biết là móng cố gắng là bằng đuôi sứ, không bị nóng chảy, không bị chập điện, đỡ nguy hiểm. Thứ ba là các bạn dùng cái máng uống. Máng uống này các bạn kê gạch lên và để vào gốm, để vào cái máng gốm. Cái này của nó là đâu 10.000 một cái. Các bạn kê viên gạch chỉ lên và sau 1 tháng bạn kê viên gạch chi lên, nó sẽ cao dần lên nhé, tránh trường hợp đà điểu nó nhảy vào và nó ướt rốn. Thứ ba là một lọ B1 20.000 một lọ, 2.000 viên. Đây, 2.000 viên. Đấy, mỗi ngày mỗi con là từ 3 đến 5 viên. Thứ ba là cái mẹt. Cái mẹt thì các bạn, một cái mẹt các bạn để rau. Cái rau này thì các bạn có thể thái rau muống. Rau muống hoặc là rau hoa trắng. Thứ ba là các bạn lấy một vài cái cân cám gà con giai đoạn, cám gà con giai đoạn 1 nhé, 21% đạm. Đấy, tiếp theo là có một cái bóng thắp sáng ở trên. Thì cái bóng thắp sáng này thì chúng ta chỉ thắp về ban ban đêm thôi. Đấy, ban ngày mà cảm thấy những cái khi mà cái những cái bóng này nó đã đủ sáng rồi, các bạn tiết kiệm, các bạn không không sáng. Đấy. Và mỗi một cái bóng này thì các bạn nên có thể là đấu riêng như một cái công tắc tay, công tắc quả nhót. Khi nào cần giảm bớt bóng thì các bạn sẽ tắt công tắc đi. Đó là một cái kinh nghiệm của mình. Hoặc là các bạn đấu như nào đấy nó an toàn về điện là được. Đấy. Và ở cái video sau thì mình sẽ cố gắng là mình sẽ quay chụp từng cái tên thuốc, loại thuốc để các bạn uống. Đấy. Khi các bạn đứng ở bên trong. Đấy, các bạn đứng bên trong các bạn nhìn đây, các bạn để tay đây. Các bạn để, nếu mà cái lông đà điểu nó sát vào cái bóng này quá, cách khoảng 10 phân nó sẽ bị cháy, cháy bỏng và nó sẽ khét. Nhưng mà khi cái lưng con đà điểu này là ở khoảng cách đến bóng là tối thiểu nhá, là nó là 15 phân, 17 phân nhá, thậm chí là 20 phân là tốt nhất. Đấy. Đấy, các bạn đừng nghĩ là để bóng thấp quá nó sẽ tập trung nhiệt vào, càng để cao thì cái nhiệt nó càng tỏa ra xa thì là càng được nhiều và nó tránh trường hợp là bị cháy lông con đà điểu. Thường là từ mặt đất đến cái đáy của cái bóng này là nó sẽ rơi vào tầm 50, 60, 70. Các bạn sẽ treo 3, 4 cái bóng nó khoảng cách cao dần như vậy. Và khi các bạn nuôi thì các bạn thấy là con đà điểu nó gì? Nó tản đều cho trên chuồng. Có nghĩa là nó không bị lạnh. Nếu như nó lạnh thì nó sẽ tụm tất vào một khu vực có cái bóng điện. Thì các bạn biết là nó thiếu nhiệt. Đấy. Và thỉnh thoảng các bạn sờ vào người con đà điểu như này. Các bạn thấy là cái thân nhiệt của nó ấm. Đấy, cái khu vực mà nó đứng như thế này, các bạn tính là nó thường nhiệt độ nó khoảng trên dưới 30 độ nhé, từ 30 đến 33 đến 35 độ, từ 25
27 đến 35 độ là được. Có điều kiện là 30 độ nhé. Còn nếu không thì trên 25 độ là cũng chấp nhận được. Thì các bạn phát triển tốt nhất là từ 30 đến 33. Đấy, thì các bạn nắm bắt được cái tập tính của nó như vậy. Thức ăn ở giai đoạn 1 tháng đầu, 1 2 tuần đầu, 3 tuần đầu thì các bạn cố gắng là dùng các rau mềm. Đấy, cái cỏ rau rau hoa trắng này. Đấy. Rau muống các bạn thái ra. Thái cái đốt cái lá rau thì nó không sao, lá rau thì nó như này không sao. Nhìn cái đốt của cái cọng. Các bạn thái nó chỉ như này thôi. Chỉ như này thôi. Như này. Bằng một 1/1. Đấy. Và các bạn nên thay thảm. Ví dụ như này thì các bạn 2 ngày các bạn sẽ lật bỏ đi và các bạn phơi khô, đập khô nhé, cạo sạch. Đấy, 2 ngày các bạn đảo mặt đi hoặc là thay đi. Thì thường các bạn chuẩn bị cho mình ví dụ như 10-20 con thì các bạn cứ mua cho mình khoảng tầm 6 mét vuông là được. 6 đến 8 mét vuông. Đấy. Thì đó là cái những cái điều kiện để chúng ta úm nuôi. Tại vì con giống nó cũng rất là đắt. Con giống thì có thể là lên đến trên dưới 2 triệu thì các bạn thấy là khi chúng ta sơ suất là chúng ta sẽ thiệt hại về kinh tế. Các bạn thấy là những cái này nó lạ lạ, nó rỉa này, thấy không? Tránh những cái cọng, những cái dây, những cái gì đấy nó lạ bất thường, nó giấy bóng hoặc những cái gì đấy nó nuốt phải. Đấy, nó gây ra trường hợp khó tiêu hóa. Đấy. Lúc nó bé nó ngây ngô nó không nghe nào, cứ cái vật vật lạ gì ví dụ như là cái vỏ dây điện chẳng hạn là rất rất là nguy hiểm. Cái giấy bóng màu xanh đỏ chẳng hạn. Hoặc là những cái que cứng dài khoảng tầm 3 phân thì nó ăn vào nó sẽ móc họng. Đấy. Con thì nó lôn ra con khác lại ăn vào. Vậy vị trí là trong vòng tuần đầu là các bạn cố gắng cũng không lên cho tiếp xúc với cát sớm. Lên thì các bạn chuẩn bị cho mình lên cát nhưng mà các bạn không lên cho tiếp xúc cát sớm. Kiêng nó 1-2 tuần thì các bạn thắp đủ nhiệt như thế này. Đủ nhiệt nếu cần thiết để nhiệt kế vào 30 độ đến 35 độ. Thì con đà điểu nó sẽ không bị còi. Quan trọng nhất là nó ra khỏi quả trứng thì nó phải được kiêng một thời gian nhất định. Để cái nhiệt độ và cái, những cái bộ phận nội tạng các thứ, để cái sức đề kháng thích nghi môi trường nhiệt độ, nó sẽ dần dần nó sẽ dễ chịu hơn. Đó. Về cơ bản thì cái dòng này nó không có bệnh gì các bạn. Đấy. Một cái điều mà mình dặn các bạn là các bạn xem là nếu như chân con nào mà nó bị xoạc 33, có những kiểu là hai cái chân nó xoạc sang hai bên quá rộng và nó không đứng được thường xuyên là do là các bạn không giải những cái thảm này nó có ma sát. Các bạn là lấy cái bạt thì bị rẻ hơn mà, cái bạt bạt ni lông như này đó thì nó trơn. Và sau 1-2 ngày các bạn thấy nó xoạc ra thì các bạn phải để nó vào cát. Đấy, để những con đấy vào cát. Hoặc là nếu như giải cái thảm này nó có ma sát thì các bạn lấy hai cái dây các bạn buộc làm sao nó kéo. Kéo hai cái chân nó chụm vào nhau. Đấy, chéo vào, buộc hai cái chân nó khoảng cách khoảng 3-4 phân. Thì con đà điểu nó vẫn đi được nhưng mà nó không đi như bước dài được và nó không bị xoạc sang hai bên. Thì một vài ngày đầu nó bị như thế các bạn phải xử lý ngay. Một ngày đầu các bạn thấy con nào chân nó xoạc xoạc các bạn phải buộc chân nó vào hoặc là chuyển sang cái nền khác nhé. Nó chỉ mất 3 ngày đầu thôi, con nào nó cần cái gân chân, nó hoàn thiện cái gân chân nó chỉ mất 3 ngày đầu thôi. Do nó yếu, do cái gân của nó chưa phát triển đầy đủ. Do cái tư thế nó bị đau như thế chẳng hạn. Cái nỗi tiếp theo là cái mỏ của nó. Đây, cái mỏ của nó các bạn nhé. Đây. Cái mỏ của nó thì thường nó nhặt hay ăn, nó hay bị nó như là hai cái thìa úp vào nhau các bạn nhé. Đây là sạch, đây là sạch. Đấy. Có những con là nó do nó con khác nó ỉa ra vì nó ăn rau nhiều, nó đen đen như là nhựa đường ấy. Thì con khác nó thấy lạ lạ, nó ăn cái phân đó. Thì nó ăn thì cái mỏ đấy nó dính như là cái vữa hồ. Thì nó mắc. Đây, mắc. Ví dụ đây là nó không mắc này. Đấy. Không mắc. Nhưng nếu giả sử nó mắc thì các bạn phải bắt và một tay giữ, một người giữ, một người sẽ rửa cái mỏ. Moi bỏ những cái mắc ở cái mỏ đấy.
để tránh cái sự khó chịu và sự viêm nhiễm ở khu vực miệng của nó các bạn nhé. 1 2 ngày là các bạn phải để ý. Nhiều con nó đắp vào đấy như kiểu là mình lấy cái thìa mình sấn cái vữa thì nó mắc vậy ở cái hõm hõm của cái thìa. Hai cái mỏ nó úp vào nhau như hai cái thìa úp vào nhau các bạn ạ. Cái giống này nó ăn tạp cái gì nó cũng ăn mà. Đấy, đâm ra là một trong những cái việc là như thế. Lưu ý là nếu như mà chuồng bẩn nhá. Chuồng mà nó chuồng trại nó bẩn thì có thể nó bị bệnh chảy nước mắt, đau mắt. Thì cái cách khắc phục là các bạn mua cho mình một cái nọ thuốc nhỏ mắt của người. Giá thị trường của nó là 35.000. Và cái loại khi mà chúng ta ra cái tiệm thuốc dược, cái ra cửa hàng dược, tiệm thuốc người á, bạn nói rõ là bán cho tôi một cái nọ thuốc nhỏ mắt của người loại tốt, nó có kháng viêm và kháng sinh nhé. Các bạn không dùng cái không được quên cái từ là thuốc nhỏ mắt của người có kháng sinh và kháng viêm. Thì chúng ta nhỏ vào mắt ngày 2 lần, con nào có dấu hiệu các bạn nhỏ. Tất nhiên là khi nó đã bị thì các bạn phải vệ sinh hoặc các bạn chuyển sang cái khu vực úm khác, chuồng khác. Làm sao con đà điểu nó không bị quá tải về mật độ, nó không bị bẩn, nó không bị ngứa. Mình thế thôi, mình ở bẩn thì nó sẽ ghẻ, nó sẽ ngứa đúng không ạ? Thì các bạn phải dùng cái thuốc nhỏ mắt của người loại có viêm, kháng viêm và kháng sinh. Đó. Một số bạn thì thả ra trong cái giai đoạn 5 7 cân thì nó ăn dính quả cau, ăn dính cái quả xoan, rồi ăn dính những cái cọng que, rồi ăn dính túi ni lông, giấy bóng là nó bị tắc ruột. Nó cũng lom rom dần dần nó chết. Thì các bạn tự phải xử lý những cái việc linh tinh que củi, những cái gì đấy nó có cái tính chất là nguy hiểm cho cái khu vực khi nó ăn phải đó. Và có năm ngoái thì có một khách hàng là cẩn thận quá lại hóa dở hơi, là lấy vôi để giải xuống lền và tiếp sau đó là mới giải cát lên. Thế sau này thì do quá trình đào bới, do quá trình con gà nó vào nó đào bới, do đảo đi cái vô tình là cái lớp vôi nó bật lên trên, thì con đà điểu ăn phải vôi mà nó sẽ bị loét ruột, nó bị loét ruột, thối ruộng ruột và chết một cách từ từ. Có những bạn còn giải trực tiếp lên bề mặt vôi, cứ nghĩ là mình nuôi gà nó mãi rồi, nhưng thực tế là con đà điểu này không được bao giờ có từ vôi ở trong chuồng của nó các bạn nhé. Thậm chí là có những cái công trình vừa xây xong mà những cái vôi vữa nó ở những cái mép chỉ đường viền gạch mạch vữa nó rơi ra nó ăn phải nó cũng bị đó. Đấy. Tiếp theo là ở giai đoạn 20 ngày 30 ngày sau thì các bạn đều đặn bổ sung cho mình cái canxi. Mình cứ gọi là canxi dạng bột hoặc canxi dạng nước, các bạn mua theo cân theo lạng. Ở canxi ngoài, canxi bổ sung ở cửa hàng thuốc thú y. Đấy. Đà điểu này nó chỉ cần bổ sung canxi để nó khỏe đôi chân thì nó sẽ không bị liệt và nó sẽ không bị hỏng đôi chân. Nếu trong trường hợp liệt thì các bạn phải cho uống thuốc chống bại liệt. Đấy. Chống bại liệt hoặc là cho uống bổ sung canxi. Đấy. Có một số trường hợp là nó bị khớp thì là gì? Đấy. Nếu như bị khớp là nó sẽ bị các bạn phải tiêm cái kháng sinh, tiêm cái viêm để các bạn giải giải phóng cái dịch khớp nó ra. Có một số bạn là phải chích một cái mũi ở cái đầu gối cho nó chảy bỏ cái mủ ra, rồi tiêm một cái mũi kháng viêm. Cái tên thuốc đó thì mình sẽ đăng tải ở trên một cái video, nó mang tính chất là viêm khớp ở đà điểu. Các bạn cố gắng theo dõi kênh và sẽ theo dõi. Tại vì có một khách hàng của mình rất là thành công trong cái việc là chữa bệnh khớp cho con đà điểu đó. Nó gần như anh ta úm là 50 con không hỏng một con nào, 30 con không hỏng một con nào. Kể cả càng một vài nữa gần đây là mình thấy là anh có cái kinh nghiệm, có cái kỹ thuật khá là cao. Đấy, khá là cao. Có thể là thì mình cũng là bán giống cho anh ta và cũng là thân quen, anh chia sẻ như vậy. Nếu khách hàng nào mà có những triệu chứng về chân cẳng thì hãy gọi điện cho mình sẽ chia sẻ, hoặc mình sẽ đưa cho cái tên thuốc, hoặc là trực tiếp cho gặp anh đó để anh đó sẽ hỗ trợ. Cho đi là nhận lại các bạn ạ. Bên mình là như vậy, bên mình lúc nào cũng nêu ra những cái lưu ý trong quá trình mà các bạn gặp phải khi mà úm gột con đà điểu.
Mình không muốn bán cái giai đoạn quá to các bạn ạ. Bởi vì giai đoạn quá to là thứ nhất là cái quy trình di chuyển vận chuyển là nó rất là khó. Một con đà điểu 5 cân các bạn cho vào một cái thùng xốp là nó dãy giụa rồi chân cẳng nó sẽ có ảnh hưởng. Đấy, trừ các bạn có xe tải các bạn đến thì tôi bắt cho các bạn. Còn nếu ngoài 5 cân thực ra là tôi rất là ngại bần cùng. Đấy. Đấy, nhưng nhiều khi các bạn cứ mua giai đoạn 10 15 cân thì tốt nhất các bạn phải tự đánh xe lên thì chúng tôi mới bán. Đấy. Báo cáo các bạn như vậy. Thì tất nhiên là có những cái trường hợp của các bạn không có thời gian úm thì các bạn vẫn đặt thì chúng tôi sẽ úm. Chúng tôi có thể cho xe giao tận nơi hoặc là các bạn bố trí xe. Đó. Đấy. Kính thưa các bạn là con giống đà điểu của năm 2020 đã bắt đầu vào cuộc và kênh Chim Cú Gáy Hay từ bấy giờ cũng đã chia sẻ một phần nào những cái trải nghiệm của năm ngoái và một vài năm trước. Có phần là có thể là nó chưa thực sự đầy đủ. Mong rằng các bạn có thể đăng ký kênh và tiếp tục theo dõi những video sau. Số điện thoại để tư vấn là 033 5305 982 và 0989 177 982. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video sau và chúc các bạn thành công trong chăn nuôi. Đấy, tăng khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Đấy, phân là khuân, đóng khuân và khô. Giảm mùi hôi chuồng trại. Đó. Cái này của nó cũng là một trong những cái thành phần là bột trắng, trắng như là đường mịn ấy. Đó. Đấy, các bạn xem nha. Cái tiếp theo là cái này là dạng như kiểu là đó. Đây. Tăng khả năng phát triển khung xương. Nên là nó sẽ bổ sung canxi các bạn ạ. Bổ sung canxi. Bổ sung canxi. Và cái tiếp theo là cái tăng lực giải độc chống stress. Ở trong quá trình mình đóng vào thùng xốp mình gửi đi vận chuyển thì nó sẽ có những cái hoảng loạn, nó có sẽ bị stress mệt mỏi, thì cái này rất là cần thiết khi mà 1 2 ngày đầu các bạn nhận được và các bạn cho nó uống. Nó là dạng bột lêm như cái màu hồng. Đấy. Hồng vàng trắng và xám. Thì cái bộ này bao gồm 4 sản phẩm thì mình sẽ đóng gói và gửi cho các bạn để các bạn úm và nuôi theo cái tỷ lệ cái thành phần chính thì sẽ nó mang lại những cái nội dung như vitamin A, D3, E, B1, H và một số các thành phần khác thì nó sẽ có tác dụng kích thích thèm ăn, chống hiện tượng còi cọc chậm lớn, bại liệt đó, khèo chân hở rốn đấy, báng bụng đấy, bổ sung đấy, vitamin, tất cả những cái thành phần đầy đủ đó thì các bạn dùng đấy. Ở đây thì các bạn pha theo cái liều lượng là 1 g trên 2 lít nước uống hoặc 2 g trên 1 kg thức ăn từ 3 đến 5 ngày. Đấy. Thì nó là một cái sản phẩm mà có uy tín trên thị trường. Bản thân những bạn bè của mình và bản thân những khách hàng của mình đã dùng rồi. Mình thấy là cũng khá là ok. Đấy, các bạn úm nuôi con giống đà điểu thì các bạn có thể quan tâm video này. Và nếu như bạn nào mà đã có cái kinh nghiệm sâu sắc rồi thì có thể là tham khảo hoặc là chia sẻ thêm, đóng góp thêm comment ở bên dưới để mình tổng hợp và mình cùng chia sẻ cho các bạn khác đồng chăn nuôi. Đấy. Như vậy là mùa con giống đà điểu đã bắt đầu từ tháng 2. Đấy. Hôm nay là cũng là đầu tháng 2, 10 10 10 12 tháng 2 chẳng hạn. Thì những cái đơn hàng như thế này mình đã được tập hợp và đã gửi đi cho khách hàng. Và cái lượng khách hàng ở đây là có thể lên đến 18 con, mua 18 con. Và chúng ta sẽ gửi về Nghệ An. Đó, thông tin khách hàng. Đây là một khách hàng đã thanh toán đầy đủ chuyển khoản cho bên mình. Đấy. Tất cả những cái phiếu mà mình gửi cho các bạn bao gồm cái phần mặt trước là thông tin và địa chỉ của bên mình và của khách hàng. Còn mặt sau
Nó là những cái lưu ý, bốn năm cái lưu ý này các bạn phải đọc và nghiên cứu và cùng tránh những cái lưu ý đó. Thì hy vọng rằng các bạn có thể tham khảo và biết qua cái mong muốn của mình. Đó. Thì cái lượng thùng xốp, đây là những cái lượng thuốc mình chuẩn bị khoảng 20 gói như thế này để gửi kèm cho những khách hàng nào có nhu cầu. Đấy. Còn mình cũng chuẩn bị một lượng thùng xốp. Mình cũng chuẩn bị một lượng thùng xốp rất là nhiều như thế này, hàng trăm cái luôn. Và mỗi một cái thì mình đều khoét thùng xốp như thế này. Và mình sẽ gửi cho các bạn. Đó. Quét, quét. Thông tin thì các bạn có thể quan tâm đến những cái kênh của mình là kênh Chim Cú Gáy Hay, Cổng Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn các bạn. Gửi đà điểu đầu tiên của năm 2020 đấy. Chim cứ vừa lúc. Tuần tuần tới là gửi liên tục. Chim mới về đây rồi. Không gửi em. Nó quay cái đéo nhưng mà quay nó biết nào. Dạ quay. Quay đi tao mà. Mai gửi báo trước nha, tao cầm bạc đi nhá. Nhá, mai gửi báo, tao cầm bạc, tao có thông. Mai chắc chắn gửi mà. Ba thùng. Sáng mai gửi ba thùng nhá. Ba thùng đà điểu ấy. Mai 12 gửi.